Trong năm Ánh Việt, cuộc thi tìm kiếm tài năng cải lương đầu tiên trên kênh truyền hình Vĩnh Long chính thức khởi động. Sau cuộc tuyển sinh, 18 thí sinh tài năng với lòng say mê cải lương đã lộ diện và bước vào cuộc hành trình chinh phục ngôi vị quán quân trong năm Ánh Việt mùa giải đầu tiên. Hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả bộ điệu cải lương, những giọng ca ấn tượng, những trích đoạn kinh điển được tái hiện, âm thanh và sân khấu được dàn dựng, đầu tư chỉnh chu và hoành tráng. Bên cạnh đó, trong năm Ánh Việt còn thổi làn gió mới vào môn nghệ thuật cải lương thông qua sự kết hợp với các soạn giả tài ba, các đạo diễn đầy tâm huyết, đặc biệt là sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng trong vai trò cầm cân nảy mực. Nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ với gần hơn 40 năm gắn bó với sân khấu cải lương, nữ nghệ sĩ xinh đẹp đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua rất nhiều hóa thân ấn tượng, đặc biệt là những vai đào độc, đạo cá tính, đạo lạc. Cải lương, loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc với dòng chảy hơn trăm năm qua đã góp phần tôn vinh văn hóa Việt Nam. Nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc, một nghệ sĩ tài năng của sân khấu cải lương với rất nhiều giải thưởng ấn tượng. Ngoài ra, năm nghệ sĩ còn là gương mặt các show truyền hình bởi sự đa tài như diễn kịch, dẫn chương trình và đạo diễn chương trình. Tôi mong muốn tìm thấy thế hệ kế tiếp sẽ tiếp tục sứ mệnh giữ gìn và phát triển nét truyền thống văn hóa đặc trưng của người Việt. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh, người đi đầu trong việc sáng tạo những chương trình giải trí thuần Việt vang danh về hài và chuỗi chương trình về bolero. Chúng tôi mong muốn mang đến một làn gió mới, cải cách, lương truyền để cải lương trường tồn theo thời gian, ánh lên vẻ đẹp trăm năm. Trăm năm Ánh Việt, nơi tôn vinh nghệ thuật cải lương. Trăm năm Ánh Việt, rạng ngời mai sau. Vòng thi đầu tiên với tên gọi Tiếp Bước. Mỗi thí sinh sẽ chứng minh mình xứng đáng là thế hệ kế thừa của sân khấu cải lương qua 3 thử thách. Sở trường hát cải lương, thử thách nâng cao với những tình huống bất ngờ đến từ ban giám khảo và MC Bình Tinh, đòi hỏi thí sinh phải ứng biến ngay lập tức. Và cuối cùng là tài năng khác ngoài cải lương. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của thương hiệu nước mắm Nam Ngư. Ngay bây giờ, hãy cùng đến với tập đầu tiên với sự tranh tài của 3 thí sinh Ngọc Sương, Tấn Đạt và Thiên Dung. Ngay bây giờ, hãy cùng chào đón nữ nghệ sĩ Bình Tinh, gương mặt ấn tượng của các sân khấu cải lương trong vai trò người dẫn dắt và kết nối. Chào mừng tất cả quý vị đến với chương trình Trăm Năm Ánh Việt. Và đây là một cuộc thi tìm kiếm những tài năng sân khấu cải lương đầu tiên trên kênh truyền hình Vĩnh Long. Và không để quý vị khán giả phải chờ lâu, trước khi đến với phần thi của tất cả các thí sinh, Bình Tinh xin được giới thiệu linh hồn của những phần thi. Ban nhạc gồm có nhạc sĩ Minh Hòa, đờn guitar Việt Nam, nhạc sĩ Ngọc Tuấn, đàn tranh, nhạc sĩ Huỳnh Tiến, đờn kìm, nhạc sĩ Bá Thành, đàn bầu và nhạc sĩ Thái Dũng, đàn keyboard. Và bây giờ, chương trình Trăm Năm Ánh Việt xin được phép bắt đầu. Thưa tất cả quý vị, đứng kế Bình Tinh một cô gái rất là xinh xắn, dễ thương và duyên dáng Ngọc Sương, sinh năm 1995 đến từ Sóc Trăng. Chào em. Dạ, lời nói đầu tiên cho em phép xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Trăm Năm Ánh Việt. Đến với vòng ra mắt này thì Sương gửi đến cho quý vị một cái tiết mục gì nè? Dạ, tiết mục mang tên Ông già cổng vợ đi xem hội. Đây là một tác phẩm chèo nhưng mà được chuyển thể thành cải lương từ anh nghệ sĩ Lê Nguyễn Trường Giang. Thường thường á, khi mà đi thi thì các thí sinh đều chọn cho mình những cái vai đào chánh, khép chánh hoặc là những cái vai đào đẹp, khép đẹp. Nhưng mà Sương thì lại chọn vòng ra mắt là một vòng thi hề. Nói thật là em rất là muốn đóng đào chính. Nói chung là em thích là diễn cái vai nào bi lắm. Nhưng giống như là cuộc đời sinh em ra em có cái nội tâm bi mà gương mặt em không bi. À, cái gương mặt nó không có được bi. Dạ, hồi lúc em học trên trường á cũng có đóng đầu chánh, nhưng mà không biết sao em bước ra là mọi người cười, em chưa diễn. Chị nói chuyện với em không là chị đã mắc cười rồi nè. Rất là thú vị phải không tất cả quý vị? Và còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy chờ đón và xem phần dự thi của thí sinh Ngọc Sương. Đàn ông, bên đó, đũa.
Sao vậy chàng? Cái cầu hơi cao nàng ơi. Nhưng mà thiếp muốn đi qua cây cầu để đi xem lễ hội thì phải làm sao, phải làm sao? Ồ, thì để ta đưa nàng đi. Dện dện chứ chắc ngang. Một, hai, ba. Xem hội, thả ra, thả ra, thả ra đi. Không có được. Bình tĩnh nghe ta nói nè. Nàng có biết Nguyệt lão xe cái mối tình này nè, là cái mối tình định mệnh. Thì sao? Thì để cho lão đây hội ngộ thâm duyên. Ai ta quyến làm cây cơ che chở khách chuông đài. Lời nói ra thì chàng phải ghi nhớ, chứ để phận hồng lỡ vợ thường. Dẫu cho chàng râu tóc bạc phơ, chấp nguyện giữa gian chữ tình cùng ai. Trăm năm mới duyên hai, phải duyên chồng vợ ta lại cùng chơi nhau. Ôi hèn chi người ta mới có cái câu là câu gì nữa chàng? Cái duyên buộc ràng trơ trêu khiến xui lấy vợ mà sợ vợ. Trời ơi hở trời đất ơi lão tu hay tài. Còn vợ trời ơi muốn nổi đầu lâu à. Vợ đi lẹ than hoài mệt ghê. Đi đi chàng. Đâu đâu đây 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 đây. Luôn luôn mong sự sáng tạo hàng ngày và phần thử thách tăng cường này phải làm cho các bạn làm sao bật lên cái sức mạnh của mình. Một trong những cái người mà anh Quốc đề xướng và anh rất là tâm đắc đó là soạn giả Tô Thiên Kiều. Và ngày hôm nay thay vì anh thử thách thì anh rất là muốn chị chứng minh thí sinh và chị cho thử thách luôn được không ạ? Xin mời chị Tô Thiên Kiều lên thử thách luôn ạ. Ba má có sao không vậy? Ủa? Ba má té có sao không vậy? Mày sao vậy? Má, mày không biết má có cái thú vui ở nhà hay ôm búp bê cái tự tập tuồng gì hết. Tại vì thấy má ôm vậy kêu luôn cho vui lòng vậy đó mà. Má, con nói má nghe nè. Má cũng có cái sở thích lạ lùng mà tại sao má lại ép con nghe lùng bùng lỗ tai vậy má? Ta ép cái gì mày nghe lùng bùng lỗ tai? Tại sao má ép con lấy chồng chứ vậy má? Mà má ép con lấy ngay cái thằng lùng mà con không có thương. Bởi vậy ta nói nuôi con nó lớn nha. Ăn bận cho đẹp. Xong bây giờ cãi cha cãi mẹ. Con không có cãi má nhưng mà không cãi thì mày im. Con mày nghe không... má nói nè. Má nói cái gì? Mày không cho má nói là má quên. Nói đi. Nói cho mày biết. Nếu con cãi lại bao lời mẹ cha, để cho thỏa thuận duyên tình của con. Khoan, đó thấy không? Ta nói ép duyên ép não không có được. Để cho thỏa thuận duyên tình của con làm sao nó không có nghĩa. Con hư là tại má, bây giờ má giải lợi nè. Nghe nè. Nếu con cãi
Thu Thiên Kiều. Cảm ơn phần dự thi rất là ấn tượng và đặc biệt của thí sinh Ngọc Sương. Và ngay bây giờ thì một nụ cười rất là xinh tươi nở trên môi của nữ nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Xin mời chị nhận xét về thí sinh Ngọc Sương ạ. Chị Mỹ chào Sương. Em chọn một tiết mục hấp dẫn quá, nhưng mà cũng rất là khó diễn. Chị Mỹ tiếc có một điều rất là quan trọng. Cái câu giọng cổ để cho người vợ ca thì em sẽ dễ bộc lộ và phát huy cái làn hơi của em hơn. Tại vì khi mà người chồng ca là em phải ca theo già, em phải gằn giọng rồi em che mặt nữa. Như vậy là thiệt thòi cho em quá. Chị Mỹ tiếc, rất rất ư là tiếc luôn. Nhưng mà bên cạnh đó chị Mỹ khen ưu điểm của em là em rất duyên và rất là thông minh. Cái mà em sáng tạo, em chưa vô khớp với nhạc á. Khoan, mà khoan, dừng. Để cho thỏa thuận duyên tình của con làm sao nó không có nghĩa. Con hư là tại má, bây giờ má giải lợ nè. Nghe nè. Mặc dù là em kêu ngừng, nhưng mà cái ngừng của em á, nó làm cho người ta không khó chịu, vì nó rất là có duyên. Và xin mời nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Hôm nay cảm ơn rất là nhiều chị Thoại Mỹ, anh Hiếu Quốc đã đồng hành. Và cảm ơn các thí sinh rất nhiều, đặc biệt là các ban nhạc nữa. Chúng ta cùng hội tụ về đây để làm cho cải lương ngày càng rực sáng hơn. Trở lại, thực ra thì anh rất thích cái màu sắc này. Và rõ ràng là em rất là duyên. Chị Thiên Kiều thì thấy chị cũng không phải là vừa, mà em là chơi đẹp được luôn. Em lanh rồi em có cái vốn chất thải trong người mình. Nhưng mà với cuộc thi thì luôn luôn ngày hôm nay nó như vậy, ngày mai em phải tăng lên. Vậy thì em có dám đặt cược với anh là nếu được vô vòng trong em sẽ tăng cái chất thải này lên, cộng với cái phần của chị Mỹ nói là tăng cường cái phần hát lên? Dạ được. Khám phá cái duyên bẩm sinh của mình. Dạ. Một tín hiệu bật đèn xanh cho thí sinh Ngọc Sương. Và xin mời nghệ sĩ ưu tú Vũ Quốc. Thật sự là rất nhiều các nghệ sĩ thành danh ở những dạng đào chánh, nhưng mà để tìm một cái cô đào mà vừa đóng độc nè, đóng hài được, nó lẳng lẳng vậy á, rất là khó. Thoại Mỹ kế bên em nữa, Bình Tinh. Nếu em có cơ hội vào vòng trong, xin mấy chị này thêm tí xíu về kinh nghiệm để cái cách ca, cái cách thể hiện trên sân khấu của mình nó trọn vẹn. Vâng, và trước khi vào vòng trong thì mình vẫn còn một thử thách tài năng. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Năm mới lại đến em vẫn lẻ bóng một mình, mà đâu làm sao vì em đã có gia đình. Mẹ cha chờ em về quê ăn Tết linh đình, tay sách hành lý miền em thì vẫn tươi xinh. Đồng quê ngày nay thì không gì khác năm xưa, vẫn đây chờ phiên người ta chân chút đầy đường. Về đêm nhà vui làm sao kể hết cho vừa, mẹ em ra đón hỏi con chịu lấy chồng chưa. Nụ cười chợt thoáng một tan trên má hồng, we'll be right back.
Sau phần thi tài năng, mỗi thí sinh sẽ có 60 giây để thuyết phục ban giám khảo rằng tôi xứng đáng có mặt ở vòng tiếp theo. 60 giây của bạn bắt đầu. Em tốt nghiệp khoa cải lương trường đại học sân khấu điện ảnh năm 2017. Lúc đầu là em thích làm MC, nhưng mà em nộp lộn hồ sơ qua bên diễn viên kịch điện ảnh. Xong rồi em thi diễn viên kịch điện ảnh thì người ta thấy em hợp với cải lương. Xong rồi cái em hụt hẫng, em buồn lắm. Tại vì không thích cải lương, xong rồi em học một năm, cái em thấy em thích. Cho nên là em quyết tâm học đến khi em ra trường luôn. Mà ra trường là em chỉ toàn là đi quay thôi. Em thật ra thì cũng có hát chứ. Mà nếu em có hát thì em cũng hát dai kiểu đào tửng, đào hơi tưng tưng á. Rồi kiểu như là em muốn trong cái chương trình này, với cái sự nghiêm túc yêu thích cái cải lương của em, thì mọi người sẽ cho em một cái cơ hội để em có thể cháy hết mình ở trong cái nghề này. Dạ, em xin hết. Trăm năm anh quý vị, chúng ta cùng chào đón thí sinh của vòng thi này. Xin chào em có thể giới thiệu mình với quý vị khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long. Dạ, em xin chào chị Bình Tinh, em xin chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Tấn Đạt, em đến từ quê hương Long An. Và hiện tại bây giờ em đang làm tại một công ty thương mại kinh doanh về các thiết bị đo điện, bảo trì trong nhà máy cũng như là mảng y tế chăm sóc sức khỏe. Một chàng kỹ thuật viên dễ thương, hiền lành, chân chất ở Long An là nơi mà sinh ra rất là nhiều những nghệ sĩ tài danh của sân khấu cải lương. Yeah. Và em có mơ ước sau này em cũng sẽ trở thành một nghệ sĩ tài danh? Dạ, tất nhiên là em cũng rất là mơ ước và mong muốn mình sẽ tiến vào cái con đường nghệ thuật và rất là muốn là được khán giả yêu thương ạ. Và ngày hôm nay nhìn thấy ăn mặc thì là một trang dũng tướng hả? Và em sẽ dự thi tiết mục gì? Thì em chọn cho mình tiết mục là Trích đoạn phạm lãi biệt tây thi của cố soạn giả nhân dân Viễn Châu ạ. Mặc cái trang phục này chắc là lần đầu tiên em mặc hả? Dạ đúng rồi á, đây là lần đầu tiên em tham gia một cuộc thi lớn cũng như là em mặc vào mình một bộ đồ tướng và thật sự là em cảm thấy rất là mới mẻ. Quý vị cũng biết là lần đầu tiên mà mặc những cái sim y mũ mão này thì rất khó cho những nghệ sĩ nào hoặc là những diễn viên nào mà không rành về ngành nghệ thuật cải lương tuồng cổ như chúng tôi. Cũng giống như là khi lúc nãy là Đạt đội cái mão á, thì cái mão nó sụp xuống gần tới cái chân mày, thì Đạt nhớ là sau này khi mình đội một cái mão thì mình phải cắt từ đỉnh đầu và cái mí của chân mày của mình cân bằng phân nửa, là tức là cái sợi dây đai màu đen gọi là châu sáo háo của em nó sẽ nằm ở ngay vị trí chính giữa này, và cái mão của em nó sẽ chồng lên và nó sẽ đi theo cái đường viền, thì nhìn cái gương mặt của mình nó sẽ sáng và nó sẽ thanh và nó sẽ đẹp. Yeah, đó yeah, là những cái chuyên môn mà sau này em sẽ trải nghiệm nếu như tiếp tục mà yêu thích và mặc những cái bộ trang phục cải lương tuồng cổ này. Yeah. Còn ngay bây giờ thì tự tin chưa? Dạ em đã sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi. Dạ. Ha. Và không để quý vị khán giả chờ lâu, xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục dự thi của thí sinh Tấn Đạt. Lạnh lùng xương xác yêu trang gia, người đi thuyền qua nước trong đêm trường, ánh trăng phục rồi buồn sâu chớ.
rồng lướt sông đêm nay, có kẻ nhìn trăng mà khẽ khẽ thở dài. Kiếp má hồng đến thế thì tôi phi bỏ một đời đi đền sông hận. Mỹ Mỹ, trời ơi, em đến rồi hả? Trời ơi, anh hứa anh dẫn em đi đi bar, đi vũ trường. Trời đất ơi, anh đừng có nói với em anh bận cái bộ đồ này nha. Em cũng biết là anh đi hát mới ra mà. Em quen với anh bây giờ em cảm thấy em hối hận gì đâu á. Thì em cũng hiểu cho anh là anh phải kiếm tiền, anh mua đồ cho em mua đồ cho em anh nha. Từ ngày em quen với anh á, mỗi lần mà đi chơi á, em cầm theo nguyên một hũ đường luôn, em bỏ vô hết luôn á, mà cũng còn lạc nhách nè. Trời ơi, anh không có cho em được một chút hương vị tình yêu. Chia tay. Thôi mà Mỹ, đã chia tay rồi thì anh cũng nói thẳng cho em biết. Anh muốn nói gì? Em đâu có đẹp. Trời ơi, em đâu có giàu sang, em đâu có giỏi. Trời ơi, em nghĩ sao vậy? Tôi hả? Tôi không ngờ anh hiểu giả. Hồi xưa tôi quen cô đen thui, cô xấu quắc hà. Còn bây giờ cô nhìn lại coi, môi son má phấn, mặc đồ đẹp, sang chảnh ở ngoài đường. Dạ, nói câu này được nè. Bây giờ Mỹ đẹp rồi thì Mỹ có quyền, ok, có quyền không muốn quen với anh nữa thì sao? Thì tôi tính á, là nếu không còn tình thì cũng còn nợ. Những cái món quà tặng cho em cũng hơi nhiều tiền nữa. Bây giờ muốn đòi á hả? Bây giờ á, anh ca thử coi. Anh ca được á, thì cổ trở lại với anh. Đúng rồi đó. Anh ca cho tôi nghe được không? Rồi. Anh không cần em trả lại những ngày thanh xuân. Trôi qua cái rẹt có đòi cũng được đâu. Chỉ xin em trả lại sợi dây chuyền. Anh tặng cho em luôn kỷ niệm một năm đầu. Trả cho anh bộ đồ em đang mặc. Trả 9 triệu đồng em mượn để mua xe. Còn nợ tiền ăn những lần mình hò hẹn. Mình nói chuyện chia tay. Hay quá à, hát hay quá à, ca hay quá à. Rồi sao? Mình nói cho nghe nè, ông bà ta thường nói không? Ông bà nói sao? Bác thang lên hỏi ông trời, có tiền cho gái có đòi được không? Hả? Không nói về chuyện đó, mình đi về. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Thí sinh Tấn Đạt với phần dự thi làm rối cả ban giám khảo. Nhưng mà không sao, rất là dễ thương. Và bây giờ thì xin mời sự nhận xét của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Khi mà em chọn tiết mục này á, theo anh là nó khó cho em. Bởi vì bận cái bộ đồ này thì em phải có vũ đạo, không nhiều thì ít, để em ra tay chân này cho nó hợp lý. Còn cái này thấy em bị lộng cộng trong cái câu ca thì nó vẫn chưa có những cái nhấn nhá. Còn cái phần thử thách anh cảm giác là nó bị dài quá. Có nghĩa là mình phải chốt vấn đề liền, không có đu đưa theo nhiều quá. Dạ, khi mà mở cánh màn rung ra thì anh rất là kỳ vọng tại một bộ đồ quá đẹp. Nhưng mà khi em quay lại á, cái thần sắc của em không có, khuôn mặt của em nó không còn ra có nhân vật nữa. Mà em hát cho nó xong, cái hơi của em cũng không làm chủ được nữa. Anh muốn cho cái phần thi của em nó qua mau. Tại sao? Tại vì nó không hấp dẫn. Nhưng mà cái phần thử thách mặc dù nó hơi dài nhưng mà rõ ràng là nó có tiết tấu hơn. Và khi em ca nó có máu hơn chút. Anh cảm ơn em rất là nhiều. Dạ. Xin cảm ơn đại diện Vũ Thành Vinh. Và xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức phần thi tài năng của thí sinh Tấn Đạt.
những sầu của tình đã lỡ chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ. Chỉ là nỗi đau thổn thức, chỉ là nhói thêm một chút, chỉ là nước mắt cứ rưng rưng. Tìm về ký ức cố xóa đi đoạn tình ban sơ, rồi lại chớ vơ đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ. Mãi chìm đắm trong lòng lỡ, trái tim vẫn không ngừng nhớ, đợi chờ em đến hóa ngu ngơ. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu, càng yêu kéo ta lại càng xa cách nhau. Đành ôm nỗi đau này chỉ lặng giữa trời mây, hằng lại sâu trong trái tim hao gầy. Giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ, buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vẫn vương, tự mình ôm lấy tổn thương gì. Sinh sẽ có 60 giây để thuyết phục ban giám khảo rằng tôi xứng đáng có mặt ở vòng tiếp theo. 60 giây của bạn bắt đầu. Dạ, em xin kính chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Thì gia đình em có một niềm đam mê chung, đó là thích hát ca cổ cải lương. Đặc biệt là ba em, tuy không phải là nghệ sĩ, ba em chỉ hát đám tiệc thôi, nhưng mà ba em có một cái giọng hát rất là hay. Và từ nhỏ thì em đã được đi theo ba, nghe ba hát, nghe mẹ ru, nghe đĩa các cô chú anh chị nghệ sĩ hát. Thì cái niềm đam mê nó đã thấm vào trong máu của em và em rất là thích. Tuy nhiên thì gia đình em thì không có điều kiện để em có thể theo đuổi cái niềm đam mê của mình. Mãi đến sau này khi em lên Sài Gòn em đi học, em ra trường đi làm, có một xíu điều kiện thì em mới bắt đầu tham gia vào các câu lạc bộ đơn ca tài tử. Và mỗi lần đứng trên sân khấu thì cái nhiệt huyết, cái lửa em nó càng bùng cháy hơn. Và em quyết tâm là em phải đi học và sẽ phát triển cái niềm đam mê của mình. Đến với cuộc thi ngày hôm nay, nếu như em được lọt vào vòng trong thì em sẽ cố gắng học hỏi, trau dồi cái kỹ năng cũng như là mọi thứ để em có thể phát triển cái niềm đam mê của mình. Dạ, em xin cảm ơn. Trăm năm anh thank you.
cả quý vị, kế bên Bình Tinh, thí sinh Thi Nhung. Dạ. Bình Tinh nghĩ là Thi Nhung không xa lạ gì với quý vị khán giả, nhất là khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long. Bên ngoài thì Tinh và Nhung là một đôi bạn rất là thân, cho nên khi mà đứng đây thì cái cảm giác rất là vui. Và Nhung, dạ, sao lại hôm nay quyết định đi thi nữa? Dạ, lần đầu tiên thì Nhung xin chào cô bạn rất là thân của Nhung luôn, cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Trăm Năm Ánh Việt. Tin biết rồi, đối với Nhung cuộc thi nào là cũng là leo vô thi hết trơn á, mà đặc biệt là về cải lương là rất là yêu cải lương, cho nên là hôm nay mình biết được cái chương trình Trăm Năm Ánh Việt á là nhảo đi thi liền. Và cái niềm đam mê của mình nó rất là lớn, nhưng mà bây giờ sao mà nó rung quá chân trời, rung luôn, rung dữ lắm. Nhung sẽ cố gắng, bởi vì đây là một cái cuộc thi Nhung cảm thấy là nó rất là thăng hoa để dành cho sân khấu cải lương. Thi Nhung thì đang rất là rung và đang rất là hồi hộp. Riêng mình Tinh thì cảm thấy rất là bình thường, không lo lắng gì cho cô bạn hết. Là tại vì Tinh rất là hiểu Nhung. Một khi mà bước đến cuộc thi, Nhung nói được là phải làm cho bằng được, và Nhung sẽ hết sức, hết lòng bằng chính cái tài năng và đôi chân của mình. Và hôm nay Nhung dự thi với cái vai diễn gì? Dạ, hôm nay Nhung lần đầu hóa thân vào một cái nhân vật khác với cái tính cách mà thường ngày mình hay diễn luôn, là Nguyễn Thị Anh. Kính thưa tất cả quý vị, vai diễn Nguyễn Thị Anh là một vai diễn của một bà hoàng phi đầy tính độc đoán và quyền lực, và đặc biệt là một sắc đẹp thiên kiều bá mị. Nhưng cô bạn của Bình Tinh là hình như là cô ấy đang giấu mối điều gì. Và không để quý vị chờ đợi lâu, Thi Nhung sẽ biến hóa thành một cô Nguyễn Thị Anh như thế nào trên sân khấu Trăm Năm Ánh Việt. Mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn dự thi của thí sinh Thi Nhung. Nỗi lo sợ mà ta đã tiêu diệt.
vậy nó không còn con đường nào khác, nên đành phải ép buộc lòng mình làm chuyện trái lương tâm. Trừ độc, trừ tham, trừ bảo ngữ, có nhân, có trí, có anh hùng. Ôi, từng lời, từng chữ người còn đây, người vẫn cười với nụ cười đầy kiêu hãnh. Lôi kéo ta, đừng lôi kéo ta, đừng mà, ta giết cả người, ta giết cả người, các người đừng lại gần ta, đừng cầu em ta nữa, ta giết cả người, đừng, đừng cầu em ta nữa, ta giết cả người. Trời ơi, em ơi, em diễn mà ở dưới anh ngồi hả? Trời ơi, anh hồi hộp quá trời, mệt lắm anh. Ngồi xuống. Trời ơi, mồ hôi quá trời nè. Nghe dạ, nè. Dạ. Diễn hay quá. Lát dẫn đi ăn hủ tiếu, tiếu Nam Giang. Ha. Ôi. Trời ơi. Anh đã hứa sẽ luôn chiều em để chứng tỏ tình yêu. Nè, thì nay á là kỷ niệm một năm. Em chẳng vậy á, không đòi hám lợi gì hết trơn á. Thì anh cũng hứa sẽ yêu em bằng một trái tim yêu. Từ nay chúng mình sẽ bên nhau, không có gì ngăn tình mình được. Cớ sao em lại đòi quà? Em có muốn đòi hỏi gì đâu, chỉ là em muốn món quà kỷ niệm thôi. Thì bây giờ nè, anh tặng cho em một chiếc xe hơi đi, hay là chiếc nhẫn nghe nè. Dạ. Cái dây hồi nãy em chưa thoát luôn hả? Nãy cái đó anh nói chơi thôi. Còn mà nó nghe nè. Hả? Hồi nãy á, em thấy nghệ sĩ Bình Tinh á, với lại chị Thoại Mỹ á, trời ơi, đeo mấy cái nhẫn đẹp hú hồn luôn anh ơi. Mình có tiền mình mua á, mình mượn mình sống ảo anh. Không em. Hả? Mới gì phải mượn, anh cho luôn. Cho luôn. Một cái nhẫn. Ủa là trời. Em đeo cái này em bình an, em hiểu không? Đeo chi những ngọc xoàng. Vậy tôi nói rồi đó. Một là làm vợ tôi không có đòi nhà cửa ngọc xoàng gì hết. Còn không. Sao? Không sao. Mình chia tay xa nhau từ đây, chân dứt không quen nhau. Nhỏ Bình Tinh đứng kế bên kìa. Ê anh, không có anh gì ở đây hết trơn á. Xin mời một nữ thí sinh ham mê ngọc xoàng bước lên đây. Và ngay bây giờ xin mời đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Anh khá bất ngờ. Dạ. Tại vì anh đã biết Thi Nhung hát rồi. Nhưng mà hôm nay em hát cải lương. Em cho anh thấy em là cái người rất là nhiệt, nhịp cảm rất là tốt. Anh thấy em nhỏ bé nè, nhưng mà cái lực diễn rất là khủng khiếp. Dạ. Ở trong cái diễn của em rất là khát khao, muốn cống hiến. Dạ. Vinh rất là thích những cái người làm nghề như vậy. Dạ. Họ trân quý từng cái khoảnh khắc có sân khấu và họ chơi hết mình. Dạ. Như vậy đối với anh là đủ. Nhân đây thì anh rất là cảm ơn Vũ Trần. Anh không ngờ tác giả Vũ Trần. Dạ. Có một cái đoạn anh ấy đọc thoại khá là hay. Thi Nhung thì có một cái giọng hát ngọt ngào, đó giờ ai cũng biết. Tuy nhiên để thể hiện một cái vai đào độc như vậy, cần cái nội lực và cái cách ca, cái cách diễn nó tốn sức rất nhiều. Nhưng mà em đã biết điều tiết được. Khi mình thét cũng không cần mình phải dùng cái hơi để mình phải tắt tiếng. Và anh rất là trân trọng, đặc biệt là những người có giọng hát ngọt ngào mà dám hy sinh để mà thể hiện những cái vai cá tính như vậy. Bởi vì mình phải tốn cái phần công lực gấp mấy lần những người đóng đào chính, kép chính. Cảm ơn anh ạ. Trong cái tiết mục này, Nhung ca rất là hay, xuất sắc luôn. Và diễn rất là chi ly, từng chi tiết một. Tốt hết, xuất sắc luôn. Em cảm ơn. Và ứng xử của em cũng rất là lanh lẹ, rất là thông minh, rất là dễ thương và duyên dáng. Và bây giờ thì mời quý vị cùng thưởng thức vòng thi tài năng thí sinh Thi Nhung.
chuyện một người thân nữ đẹp đẹp như đóa hoa lan rừng hương sắc ôi mặn nồng. Nàng mang tên là La Lan người tóc khô man, chưa yêu đương chưa đau thương nên nàng chưa biết bao che chắn đang si mê chờ lọt vào đôi mắt đẹp thương nhảy múa ca tụng nàng trong những đêm hội làng. Nàng La Lan vẫn ngây thơ vui say điệu múa cô hồ, tay trong tay cô hồ quay chưa biết yêu là gì. Trong chiều sương thấp thoáng trong làn khói bỗng ai dừng chân thầm thiết câu mộng mơ ôi rừng đồi hoang sơ tôi vẫn còn ghi nhớ nhớ biết bao hình bóng không bao giờ phai nhớ tiếng khen chiều ấy như dù lòng ai nhớ dáng ai ngồi đây khi chiều nào quay tơ bên bán tư đợi chờ. Trong những đêm hội làng nàng La Lan vẫn ngây thơ vui say điệu múa cô hồ tay trong tay cô hồ quay chưa biết yêu là gì. Họ ơi ta cứ vắng rừng sâu bên nhau vai kề vai chung tay ly rượu ấm nhìn nhau đi anh cho niềm thương mong manh lan rừng xanh bên tháp uốn quay sương ơi vang lên muôn lời ca xa xa trong bàn sương âm u khi chiều xuống về đây hôm nào nghe đời thổi thương đau mong ngày sau rừng xanh thắm màu. Thí sinh sẽ có 60 giây để thuyết phục ban giám khảo rằng tôi xứng đáng có mặt ở vòng tiếp theo. 60 giây của bạn bắt đầu. Dạ, Thi Nhung thì xuất thân từ sân khấu cải lương. Lớn lên thì em lại nghiêng về phần hát nhạc nhiều hơn. Nhưng mà cải lương luôn sống ở trong em rất là lớn. Và ngày hôm nay em đến với Trăm Năm Ánh Việt là em muốn khẳng định cái tình yêu mà em dành cho sân khấu cải lương rất là lớn, để em có thể xem đây là một cái thánh đường dành cho sân khấu cải lương và đặc biệt là dành riêng cho Thi Nhung mà. Trăm năm anh đi tráng ngần mai xin cảm ơn những phần thi ấn tượng đa màu sắc từ ba thí sinh của tập đầu tiên Ngọc Sương, Tấn Đạt, Thi Nhung. Ba thí sinh nhưng sẽ chỉ có 2 tấm vé đến với vòng tiếp theo. Và xin chúc mừng 2 nữ thí sinh với 2 màu sắc đối lập đầy thú vị, Ngọc Sương, Thi Nhung đã được đến với vòng 2 của Trăm Năm Ánh Việt. Rất tiếc phải chia tay với Tấn Đạt, chàng nhân viên kỹ thuật có lòng say mê với cải lương. Xin chúc bạn thành công.
chương trình được tài trợ bởi thương hiệu nước mắm Nam Ngư. Trong tập tiếp theo, bạn thí sinh sẽ đến với phần thi tiếp bước để chứng minh mình là thế hệ kế thừa của sân khấu cải lương. Hoàng Thanh, Bảo Ngọc, Nam Thanh Phong. Ai trong bạn thí sinh sẽ được đi tiếp đến vòng sau và ai sẽ phải dừng lại? Xin mời quý khán giả đón xem tập 2 trong năm Ánh Việt được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ 6 ngày 8 tháng 4 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 13 giờ thứ 7 ngày 9 tháng 4 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Trong năm Ánh Việt, nơi tôn vinh nghệ thuật cải lương.